Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc. Và thưa với quý vị và các bạn, chúng ta lại được gặp nhau trong buổi chiều ngày hôm nay. Trong buổi chiều ngày hôm nay thì ô tô 360 chúng tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn một chiếc xe ở cái phân khúc Big Up. Đó chính là chiếc xe bán tải Ford Ranger Wildtrak phiên bản 3.2. Chiếc xe được sản xuất năm 2017, đăng ký biển Hà Nội, đăng ký năm 2017 luôn đấy ạ. Trên màn ảnh mà quý vị và các bạn đang xem, đó chính là chiếc xe Ford Ranger Wildtrak phiên bản 3.2, số tự động 2 cầu. Chiếc xe được sản xuất năm 2017 và là cái phiên bản nhập khẩu, đã đăng ký biển Hà Nội năm 2017 rồi đấy ạ. Quý vị và các bạn xem qua thì quý vị và các bạn cũng đã thấy sự khác biệt của chiếc xe Ford Ranger Wildtrak 3.2 đấy ạ. Nguyên bản là chiếc xe này chưa có nắp thùng và chủ xe đã lắp thêm là nắp thùng thấp, nắp thùng cuốn, thanh vai thể thao và cản ba đợt sốc sau. Đây là cái cản ba đợt sốc sau mà chủ xe đã lắp thêm. Chủ xe đã rất là mất công lắp thêm lên cái phần cản ba đợt sốc sau này và có hoán cải đầy đủ luôn rồi quý vị các bạn ạ. Nếu như lắp thêm cái này là không hoán cải thì sẽ bị phạt đấy, nhưng mà đây là chủ xe đã hoán cải và hoán cải trên đăng kiểm hẳn hoi rồi. Trong hình ảnh của cái đăng kiểm đã có phần cản ba đợt sốc sau này rồi và cái phần lắp thêm cái cản ba đợt sốc sau này rất là chắc chắn. Đây, thưa với quý vị và các bạn, đã tích hợp lên cả cản biến lùi đây. Cản biến lùi đã được lắp lên trên cái cản ba đợt sốc sau này luôn rồi. Cản biến lùi và đèn soi biển số cũng đã lắp lên trên cái cản này hết rồi đấy ạ. Rất là khỏe, rất là chắc chắn. Sau 3 năm sử dụng thì chiếc xe đã lăn bánh được hơn 5 vạn km rồi quý vị và các bạn ạ. Tất cả còn rất là mới, rất là đẹp luôn đấy ạ. Toàn bộ dàn lốp cũng còn nguyên bản hết ạ. Đây là cái dàn lốp còn nguyên bản và còn rất dày đây quý vị và các bạn. Đây là cái dàn lốp này, còn rất là dày. Và đết lốp đây là 2017 đây ạ. Đết lốp 2017 luôn đấy ạ. Tất cả còn rất là mới, rất là đẹp ạ. Dàn lốp còn nguyên bản, lốp sơ cua cũng chưa hạ. Bây giờ tôi sẽ quay cho quý vị và các bạn xem về cái phần lốp sơ cua đây ạ. Lốp sơ cua chưa hạ luôn quý vị và các bạn đấy. Đấy đấy. Nguyên cái vạch sơn ở cái lốp sơ cua này còn nguyên ạ. Lốp chưa hạ và cái phần gầm của nó rất là sạch sẽ. Chưa có han, chưa có gì gì cả vì chiếc xe này được lăn bánh ở Hà Nội ạ. Tất cả còn rất là mới ạ. Đây, chiếc lốp sau bên phụ đây ạ. Hoa lốp rất là dày luôn. Hơn 5 vạn km thôi. Và đết lốp đây ạ, 2017 ạ. Chiếc xe được sản xuất năm 2017 và lốp cũng là sản xuất năm 2017 luôn đấy ạ. Cả 4 lốp và lốp sơ cua thì chưa hạ luôn. Đây, đây là cái lốp trước. Cũng rất là dày. Đến lốp 2017 đây ạ. Còn nguyên dàn lốp và lốp sơ cua thì chưa hạ. Thì quý vị và các bạn thấy được rồi, nó còn đẹp như thế nào, chất lượng còn như thế nào đấy ạ. Đây là cái phần ba đợt sốc trước của xe. Tất cả còn nguyên bản và còn rất là đẹp ạ. Chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả. Tất cả còn rất là đẹp. Cặp đèn pha của xe cũng còn rất là mới và rất là sáng đây, đối với quý vị. Rất là đẹp. Đèn pha cũng đã được trang bị là đèn pha bi xenon. Đèn pha bi xenon rồi ạ. Bên dưới cặp đèn pha là đã được trang bị một cặp đèn gầm, đôi đèn cặp đèn gầm và hay còn gọi là đèn sương mù đấy ạ. Và chủ xe cũng đã độ lên cái đèn gầm này là đèn bi xenon rồi ạ. Đèn gầm cũng đã được đèn bi xenon và đã được trang bị là cảm biến trước rồi ạ. Riêng về phần bán tải thì chiếc xe Wildtrak này thì đã là đầy đủ hết tất cả các đồ rồi ạ. Đấy, cảm biến trước, cảm biến sau, đèn gầm là đèn chủ xe độ lên là đèn bi xenon luôn đấy ạ. Đây là cái phiên bản Wildtrak 3.2. Ở Wildtrak nó có hai phiên bản 2.2 và 3.2, đây là cái phiên bản 3.2 đấy ạ. Xi nhan cũng đã được tích hợp lên chiếc gương chiếu hậu này và gương chiếu hậu cũng là gương gập điện rồi ạ. Và chủ xe đã lắp thêm cái gương cầu này để lùi cho nó dễ nhìn lốp sau.
Đây là cái phần ba đờ sốc sau của xe. Tất cả cũng còn nguyên bản, chưa có bị đâm đụng hay va chạm gì cả. Tất cả còn nguyên bản và còn rất là mới. Cặp đèn hậu cũng còn nguyên bản, chưa có bị nứt vỡ hay là xước sát gì cả. Và chủ xe đã lắp thêm cái phần bảo vệ đây, vừa trang trí và vừa bảo vệ đèn. Nhìn cái phần ba đờ sốc sau của chiếc Ford Ranger Wildtrak này đã rất là khỏe rồi, nhưng chủ xe lắp thêm cái phần cản sau này thì cảm giác cho chúng ta thấy chiếc xe này cực kỳ khỏe luôn ạ. Càng khỏe hơn rất là nhiều. Và nếu như bác nào mà vô tình đi sau chiếc xe này mà chẳng may mà đâm vào đít nữa thì chắc chắn là cho khuyến mại đâm thêm phát nữa chứ không có vấn đề gì cả, vì cái cản này rất là chắc đấy ạ. Cản rất là chắc chắn ạ. Chủ xe đã lắp thêm cái nắp thùng cuốn, nắp thùng thấp và cái thanh vai thể thao này, nhìn cho chiếc xe này càng khỏe mạnh hơn ạ. Giá nóc đã lắp lên đầy đủ hết tất cả rồi. Tất cả còn rất là mới, rất là đẹp ạ. Vì chiếc xe được sản xuất năm 2017, mới sử dụng được 3 năm thôi ạ. Và hơn nữa là chiếc xe này lại sử dụng tại Hà Nội chứ chưa phải đi vùng cao, vùng sâu, vùng xa hay vùng biển gì cả. Cho nên là còn rất là đẹp ạ, còn rất là mới ạ. Rất là đều xe. Chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 755 triệu đồng. Vâng, thưa với quý vị và các bạn, giá của chiếc xe này thì gần như từ năm ngoái đến năm nay là không có gì thay đổi. Vì là Ford cũng đã không sản xuất ra cái phiên bản Wildtrak 3.2 này nữa, cho nên là giá thành của xe không thể thay đổi từ năm ngoái đến năm nay ạ. Hơn nữa là chiếc xe này còn rất là mới, rất là đẹp ạ. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Ford Ranger Wildtrak 3.2 2017 này thì xin quý vị và các bạn hãy liên hệ theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Và nếu như quý vị và các bạn muốn xem xe trực tiếp, muốn lái thử trực tiếp chiếc xe này thì mời quý vị và bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Ford Ranger Wildtrak 2017 này ạ. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi tìm hiểu về cái phần nội thất của chiếc xe. Đầu tiên xem qua về cái cánh cửa đã này, xem có bị đâm đụng hay va chạm gì không. Đây là cái phần keo chỉ của cánh cửa trước bên lái. Đây, thưa với quý vị và bạn, tất cả keo chỉ này là còn nguyên bản luôn này, chưa có mất phân keo chỉ nào cả này. Keo chỉ này, bản lề này, ốc bản lề này, tất cả còn nguyên bản hết. Chiếc xe này thì chúng tôi cam kết thứ nhất là không tai nạn, không ngập nước, máy móc nguyên bản và tất cả còn nguyên bản hết ạ. Đây ạ, đây là cái phần táp bi cửa này, táp bi cửa khóa này, đóng mở này, cụm điều chỉnh lên xuống kính này, tất cả còn rất là mới đẹp đấy ạ. Thưa quý vị các bạn, chiếc xe này thì chúng tôi cũng không dọn dẹp gì đâu quý vị các bạn nhé. Ở cái dòng phân khúc bán tải thì thường là chúng tôi không hay dọn dẹp gì lắm. Đây, nhìn là nó chỉ hơi bẩn một chút thôi. Cụm điều chỉnh kính này, gương gập điện này, điều chỉnh gương này, các chế độ bật đèn này, đấy. Và ghế chỉnh điện đây. Thưa quý vị các bạn, đây là cái ghế chỉnh điện này. Và cái điều quan trọng là chiếc xe này thì ngay khi chủ xe mua về là chủ xe đã lắp thêm luôn cái bộ ghế da rồi. Vì nguyên bản của nó chỉ là ghế nỉ thôi, mà chủ xe này lại thích ngồi ghế da cho nên là chủ xe đã làm luôn một bộ ghế da. Và cái bộ ghế nỉ nguyên bản thì chủ xe lại tháo ra và bọc lại rất là cẩn thận nhé, cất đi ạ. Cho nên bây giờ nếu như quý vị và các bạn nào mà không thích cái bộ ghế da này thì có thể lại bỏ ra và bọc lại nỉ nguyên bản đi xe theo xe vẫn được ạ. Đấy, điều chủ xe lại thấy chủ xe rất là cẩn thận bọc ghế này, dán trần ni lông luôn ạ. Trần ni lông này nếu như bóc cái lớp ni lông này ra thì là cái trần này nó rất là mới ạ. Do chủ xe đi rất là giữ gìn, rất là cẩn thận cho nên là muốn giữ lại cho nó sạch sẽ, cho nó mới luôn đấy ạ. Đấy, tất cả còn rất là mới, rất là đẹp ạ. Đây là cái phần táp bi cửa phía sau bên lái ạ. Trước tiên thì cũng phải xem qua về cái phần keo chỉ đã. Đây, tất cả về keo chỉ là còn nguyên bản hết ạ. Keo chỉ còn nguyên bản ạ, chưa có bị nứt vỡ hay là chưa có bị mất một phân keo chỉ nào cả. Tất cả là còn nguyên bản luôn ạ. Và táp bi thì rất là đẹp, chưa có xước sát thì luôn đấy ạ. Ốc bản lề cũng còn nguyên bản hết luôn ạ.
tất cả các ốc bản lề này, doang này còn nguyên bản hết luôn ạ. Đấy, quý vị các bạn xem ạ. Rất là sạch sẽ luôn. Chủ xe rất là cẩn thận làm lên bộ ghế da này, bọc trần này. Bây giờ chúng tôi bóc cái lớp bọc trần này ra thì cái trần nó rất là mới, gần như là xe mới luôn đấy ạ. Kể cả là cái bộ ghế da này chúng tôi bóc ra, chúng tôi lắp luôn cái nỉ vào thì nó rất là mới, không khác gì một chiếc xe mới ạ. Và chủ xe lắp thêm cả một cái bộ lót sàn bằng cao su này để bảo vệ cái lót sàn nguyên bản này. Cái lót sàn nguyên bản cũng còn rất là mới luôn đấy ạ. Đấy, cái lót sàn này còn rất là mới ạ. Chủ xe rất là cẩn thận. Đây là cái nắp thùng sau, tôi quay chi tiết cho quý vị và các bạn cùng xem ạ. Đây là cái phần nắp thùng sau đây ạ. Tất cả là các mép này còn nguyên bản hết ạ. Chưa có bị đâm đụng hay chưa bị va chạm gì cả. Nếu bị đâm đụng hay va chạm gì nó sẽ có vết làm lại. Nhưng đây tất cả là còn nguyên hết đấy. Tất cả còn nguyên. Chủ xe này không hay chở gì cả cho nên là cái thùng nó mới đẹp như này. Quý vị các bạn xem đây ạ. Chúng tôi mua các dòng bán tải về thì phần lớn là các chủ xe là hay chở hàng. Như ở những cái phân khúc Wrangler XLS cơ, hoặc là những cái dòng bán tải bình thường thì là chủ xe hay chở hàng. Nếu hay chở hàng thì những cái phần nhựa này nó sẽ bị xước sát hết rồi. Nhưng chiếc xe này không hay chở hàng, nó chỉ cho bụi bẩn thôi, chứ chưa có vết xước sát gì cả ở cái sàn nhựa này. Tất cả còn rất là đẹp, rất là mới. Đây là chiếc cánh cửa phía sau bên phụ ạ. Vâng, thưa với quý vị và các bạn, tất cả keo chỉ này cũng còn nguyên bản hết này. Chúng tôi cam kết là chiếc xe này chưa có bị đâm đụng chỗ nào luôn. Tất cả keo chỉ còn nguyên bản này. Táp bi cửa rất là đẹp. Táp bi cửa rất là đẹp, chưa có xước sát gì cả. Ốc bản lề cũng còn nguyên bản hết luôn ạ. Chưa có dấu hiệu của sự tháo dỡ gì cả. Tất cả nó còn rất là mới, rất là đẹp luôn đấy ạ. Ốc bản lề các thứ này còn nguyên hết luôn ạ. Không những còn nguyên mà còn rất là đẹp đấy ạ. Không khác gì một chiếc xe mới. Đây, cái đồng hồ của nó đây, quý vị và các bạn ạ. Chiếc xe đã lăn bánh được 5.1 km rồi. Và đang báo phải đổi nhiên liệu vì gần hết dầu rồi đấy ạ. Thưa với quý vị và các bạn, đây là báo gần hết dầu. Và vô lăng còn nguyên bản đây. Thưa với quý vị và các bạn, đây là chiếc vô lăng còn nguyên bản ạ. Chưa có xước sát gì cả luôn. Tất vô lăng còn rất là đẹp. Và nhìn cái vô lăng này thì quý vị và các bạn cũng biết được là cái xe này rất là nhiều option rồi. Điều khiển âm thanh trên vô lăng này. Cảnh báo lệch làn này. Đây là cảnh báo lệch làn trên đồng hồ này. Cảnh báo lệch làn phanh khoảng cách này. Cruise control này. Tích hợp hết lên trên cái vô lăng này. Nhìn cái vô lăng này rất nhiều cái phím điều khiển thì quý vị các bạn thấy được, nó rất nhiều option rồi. Và đây là cái phần cài cầu đây thưa với quý vị các bạn. Chiếc xe này là phiên bản 3.2 số tự động, hai cầu luôn rồi đấy ạ. Cần số còn rất là mới đấy. Tay phanh cũng còn rất là mới luôn ạ. Chưa có xước sát gì cả. Và đây là cái màn hình giải trí đa phương tiện, tích hợp cả camera lùi có dẫn hướng ạ. Điều hòa tự động. Riêng về Ford Ranger Wildtrak thì option gần như là đầy đủ hết rồi, không còn thiếu gì. Bây giờ Ford Wildtrak này nó chỉ kém so với con Raptor bên đời bây giờ thôi ạ. Chứ còn những cái dòng bán tải khác cùng phân khúc thì không thể so được ạ. Tất cả còn rất là mới, rất là đẹp ạ. Và cái phần quan trọng nhất chắc chắn là ai đi mua xe cũ cũng phải xem, đó chính là cái phần động cơ của chiếc xe. Ford cũng đã trang bị cho cái phiên bản Wildtrak này là một cái khối động cơ diesel 3.2 lít ạ, đi kèm hộp số tự động ạ. Và đây thưa với quý vị và các bạn, tôi sẽ giới thiệu cho quý vị các bạn đầu tiên bước vào xem về chiếc khoang động cơ của chiếc xe thì chúng ta phải xem về cái phần đâm đụng hay va chạm không đã. Đây là cái phần ốc cabo đây ạ. Ốc cabo còn nguyên bản, chưa tháo ra một tí nào như thế này. Keo chỉ còn nguyên bản như thế này. Tất cả keo chỉ còn nguyên bản này. Ốc cabo còn chưa tháo. Cabo cũng còn nguyên bản như thế này. Tất cả đều nguyên bản luôn này, thưa quý vị và bạn. Keo chỉ còn nguyên bản này. Keo chỉ còn nguyên bản này. Ốc cabo chưa bên nào tháo cả. Thì điều này là chứng tỏ là cái cabo này chưa phải tháo ra làm lại. Ốc tai cũng nguyên bản luôn. Ốc tai, ốc xương đầu, tất cả còn nguyên bản hết ạ.
tất cả ốc ở cái khoang máy này, khoang đầu này còn nguyên bản, thì điều này chứng tỏ là chiếc xe này chưa có bị đâm đụng hay cứ chưa bị va chạm gì cả. Chưa bị đâm đụng hay chưa bị va chạm thì nó sẽ còn nguyên bản luôn đấy ạ. Và cái máy đây, tất cả cái ốc này cũng còn mới hết luôn ạ. Thưa với quý vị và các bạn, về cái phần động cơ này thì mới sau 3 năm sử dụng và mới lăn bánh được hơn 5 vạn km thôi thì nó còn nguyên bản và còn rất là đẹp ạ. Nó còn nguyên bản và còn rất là đẹp đây. Các chi tiết thì gần như là mới luôn. Nếu như chúng tôi mà dọn dẹp đi thì chiếc xe này nó không khác gì một cái khối động cơ mới. Mặc dù chiếc xe này chúng tôi không có dọn dẹp gì cả nhưng nó đã rất đẹp như thế này rồi. Chúng tôi để nguyên bản, để nguyên bản cho nó, quý vị và các bạn đến xem thì đỡ nghĩ là chúng tôi dọn dẹp nên nó đẹp. Chứ còn đây thực sự là để nguyên nó đã đẹp như thế này rồi ạ. Và chiếc xe này thì chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn, thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, máy móc còn nguyên bản, tất cả còn nguyên bản hết luôn đấy ạ. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà quan tâm đến chiếc xe bán tải Ford Ranger Wildtrak 3.2 2017 này thì mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Ford Ranger Wildtrak 3.2 2017 này ạ. Quý vị và các bạn hãy liên hệ theo số hotline của ô tô 360 của chúng tôi là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 755 triệu đồng. Vâng, thưa với quý vị và các bạn, chỉ 755 triệu đồng thôi thì quý vị và các bạn đã được sở hữu ngay một chiếc xe Ford Ranger Wildtrak 3.2 này ạ. Và chiếc xe này chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp đến 70% giá trị của xe trong vòng 6 năm với lãi suất rất là ưu đãi ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip tiếp theo. À quên, nếu như quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Thank you.